nghệ thuật tâm công trong tư tưởng quân sự của Nguyễn Trãi. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh 1418 đến 1427, với tư tưởng quân sự thiên tài, Nguyễn Trãi đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Trong đó, nghệ thuật tâm công là một trong những nét nổi bật. Trong lịch sử dân tộc, Nguyễn Trãi là một nhà hoạt động chính trị, quân sự và ngoại giao lỗi lạc, nhưng trước hết là và bao trùm ông là nhà tư tưởng. Tư tưởng xuyên suốt và chi phối toàn bộ hoạt động của Nguyễn Trãi là tư tưởng nhân nghĩa, đại nghĩa, chí nhân. Trên nền tảng tư tưởng nhân nghĩa ấy, tư tưởng quân sự của ông gồm hệ thống tri thức toàn diện và sâu sắc, phương pháp xem xét thời cuộc, phân tích cục diện chiến tranh có tính biện chứng khoa học. Nó không những có ý nghĩa trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cả về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật để chiến thắng quân xâm lược ở thế kỷ 15, mà còn có giá trị to lớn đối với các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm sau này và làm phong phú thêm kho tàng tư tưởng nghệ thuật quân sự của dân tộc. Đến với khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã dâng thủ lĩnh Lê Lợi cuốn Bình Ngô Sách, trong đó bao gồm những phương lược cơ bản để đánh đuổi quân Minh. Đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là đã giúp Lê Lợi xây dựng và thực hiện một đường lối đấu tranh tổng hợp toàn diện trên các mặt. Đánh bằng quân sự, đánh bằng sức mạnh của quần chúng nổi dậy, thu đất, giành dân, phá chính quyền địch, lập chính quyền ta và đặc biệt là đánh vào lòng quân địch. Tâm công, nghệ thuật tâm công là một đặc sắc trong tư tưởng quân sự của Nguyễn Trãi và được thể hiện rõ nét trên những nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là coi trọng đánh vào tinh thần, tư tưởng quân địch, làm suy sụp ý chí chiến đấu của chúng, thực hiện không đánh mà thắng. Trong khi tiến hành khởi nghĩa vũ trang, phát triển lên chiến tranh giải phóng, cùng với việc bày mưu kế để giành thắng lợi to lớn trên chiến trường, Nguyễn Trãi hết sức coi trọng mặt trận, đấu tranh chính trị, ngoại giao và binh vận với quân Minh. Ông thường xuyên theo dõi sát những biến động nội tình nước địch, hiểu thấu đáo tâm lý tư tưởng của từng viên tướng và quan quân nhà Minh trên chiến trường. Trên cơ sở đó, nhân danh Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã chủ động viết trên 60 bức thư cho bọn chỉ huy quân Minh như Vương Thông, Sơn Thọ, Phương Chính, Thái Phúc, Lương Nhữ Hốt, Giã Tung, Liễu Thăng, v.v. để lên án bọn xâm lược và dụ hàng chúng. Đánh vào tinh thần quân địch với những lá thư tố cáo tội ác, vạch trần, luận điệu lừa bịp, phù trần diệt hồ, cũng là phát huy chính nghĩa dân tộc, tập hợp mọi lực lượng trong cả nước để xây dựng lực lượng từ không đến có, từ yếu đến mạnh là hoàn toàn phù hợp với quy luật của các cuộc khởi nghĩa vũ trang, cuộc chiến tranh nhân dân chống lại sự thống trị của kẻ ngoại xâm. Theo quan điểm của Nguyễn Trãi, đánh vào tinh thần là thứ nhất, đánh vào thành trì là thứ hai. Thực tiễn cho thấy trong 15 thành quân Minh trấn giữ, nghĩa quân chỉ tiêu diệt 2 thành bằng bạo lực vũ trang, số còn lại đều bằng vận động chính trị, dụ hàng hoặc buộc địch phải giao nộp thành trì. Với kết quả này, Nguyễn Trãi vừa tránh cho nghĩa quân Lam Sơn chỗ mạnh của quân Minh trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ, vừa tiết kiệm xương máu binh sĩ để kháng chiến lâu dài. Số văn kiện phục vụ cho đấu tranh ngoại giao binh vận, Nguyễn Trãi viết trong cuộc kháng chiến chống Minh khoảng 76 văn bản. Buông ngòi bút ra, Nguyễn Trãi còn là người lính xung kích. Ông từng đến thành Tam Giang, nay là Việt Trì Phú Thọ, để chiêu dụ quân lính và tướng giữ thành là Lưu Thanh ra hàng. Tương tự, tướng Minh là Thái Phúc giữ thành Nghệ An đã nghe theo lời khuyên có tình có lý của Nguyễn Trãi mà mở cửa thành ra hàng trong thế địch còn đang mạnh. Thứ hai, trong nghệ thuật tâm công phải kể đến đó là tích cực kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền, những người lầm đường lạc lối quay về với chính nghĩa. Đây là mũi tiến công quan trọng góp phần làm suy yếu nhanh chóng chế độ đô hộ của nhà Minh. Bởi lẽ trong 15 đô hộ nước ta, nhà Minh đã xây dựng được một hệ thống ngụy quân, ngụy quyền, một lực lượng đáng kể tiếp tay cho giặc đàn áp, bóc lột nhân dân ta. Để công tác này được hiệu quả, tư tưởng chủ đạo của ông là bằng mọi cách phân hóa, thức tỉnh, thuyết phục họ trở về với chính nghĩa dân tộc, quay giáo đánh vào quân giặc. Trong một bức thư gửi cho ngụy quân ngụy quyền ở thành Điêu Diêu, thành tiền tiêu trong hệ thống thành trì,
đồn bốt bảo vệ thành Đông Quan, Nguyễn Trãi viết: người xưa nói, quạ đi lại về quê cũ, cáo chết quay đầu về núi, cầm thú còn thế huống chi là người. Bọn các ngươi nếu biết rửa lòng đổi dạ, bỏ nghịch theo thuận, hoặc ở làm nội ứng, hoặc ra để đầu hàng, thì không những rửa mối hổ thẹn ngày trước mà cũng được phần soi xét về sau. Ta không nói lời rồi lại ăn lời, nếu các ngươi lại có tiếc tham ngụy chức chống cự vương sư thì khi hãm thành tội ác các ngươi rất nặng hơn giặc Ngô đấy. Nguyễn Trãi hiểu rất rõ rằng không phải tất cả các ngụy quân ngụy quyền đều mất hết ý thức dân tộc, nên trong tư tưởng và hành động ông chú ý khơi dậy ở họ lòng yêu giang sơn tổ quốc để có hành động thích hợp góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Chính sách đối xử với ngụy quyền ngụy quân do Nguyễn Trãi vạch ra đậm chất nhân văn và hết sức cụ thể. Một mặt ông cam kết bảo đảm tính mạng cho họ, gia đình vợ con họ được đối xử tử tế, nhà cửa, tài sản riêng không bị xâm phạm. Mặt khác ông xem xét phải trái những chuyện đắc thất của cổ nhân để bày tỏ hào hỏa thân tình trước sau như một của nghĩa quân. Hiệu quả của chính sách này khiến giặc Minh phải thừa nhận. Binh sĩ Việt còn nhớ tục xưa, nghĩa là thừa nhận ngụy quân vẫn còn tinh thần dân tộc, nên nhiều nơi quân sĩ Việt đã giúp nhân dân nổi dậy và làm binh biến. Thứ ba, đó là mở lượng khoan hồng đối với quân địch thất bại, giữ tình hòa hiếu lâu dài giữa hai nước. Ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa, Nguyễn Trãi đã chủ trương vừa đánh vừa tiếp xúc, trao đổi thư từ với các tướng lĩnh và triều đình nhà Minh. Từ đó diễn ra có đánh có hòa, đấu tranh có lý có tình, với nội dung có sức thuyết phục cao, phù hợp với tâm lý tư tưởng của những đối tượng khác nhau, làm cho chúng phải nể phục, nên dụ hàng được cả đạo quân viễn chinh của nhà Minh, tha cho 10 vạn quân Minh về nước. Nguyễn Trãi hiểu rất rõ tính chất và đặc điểm của mối quan hệ bang giao giữa hai nước, nhất là đối với triều đình nhà Minh, láng giềng nước lớn của Việt Nam qua những tập quán thông thường diễn ra hàng thế kỷ. Vì thế, hội thề Đông Quan là một hình thức kết thúc chiến tranh sáng tạo, độc đáo trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Tại hội thề, tướng giặc là Vương Thông và 10 vạn quân sĩ nhà Minh đều phải lần lượt thề trước nghĩa quân Nam Sơn và nhân dân nước ta trước khi rút về nước. Nội dung lời thề không chỉ là rút nhanh, rút hết, mà chủ yếu là không bao giờ quay lại xâm lược nước ta một lần nữa, và khi về đến Trung Quốc cũng phải tâu lên với triều đình nhà Minh như vậy. Đây có thể được gọi là một hiệp ước hòa bình giữa hai nước có chiến tranh. Sử cũ ghi lại, trước ngày lên đường về nước, Vương Thông đã sang chào từ biệt đại bản doanh của nghĩa quân và ở lại một đêm cùng các lãnh tụ và tướng lĩnh Nam Sơn vui chơi trò chuyện rất cởi mở thân mật. Sáng hôm sau, Vương Thông lên đường, các lãnh tụ nghĩa quân tiễn tặng rất trọng hậu, châu rượu, cờ thêu, chướng vẽ và nhiều tặng vật khác. Không chỉ tướng lĩnh mà cả 10 vạn hàng binh địch đều rất cảm động, vui sướng trước thái độ khoan hồng nhân đạo và cử chỉ cao đẹp của quân đội và nhân dân Đại Việt. Đường lối kết thúc chiến tranh ấy đã trở thành kinh nghiệm quý báu trong cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta sau này. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nghệ thuật tâm công trong tư tưởng quân sự của Nguyễn Trãi vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự, cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng và phát triển.